Cách bắt ong nha mọi người. Chào quý vị và các bạn đã đến với channel của Nhân The Man. Các bạn có thể đăng ký kênh của chúng tôi nha, like và subscribe, comment. Một cân mấy ngay ngay em đi ăn ong mấy dịp nha. Kê mật ong nha mọi người. Đây là ráy của Hân Idol nha. Mấy lan khỏi, lúc muốn lan thì chúng ta bị khỏi. Địt mà địt mà chả bị khỏi. Mỗi thế à? Cấp hôm này, cấp hôm. Anh bà lập ra trâu mà ngăn này. Cấp hôm không có phải bậu vậy à? Anh nhậu nghe từ lại nhậu cũng biến nhậu rồi coi ngăn mày này cách trí cách mọi người làm cho ong nó say say như uống rượu. Ồ. Ủa, nhân. Hơi bần. Nhân về lóc. Mới lăng chắc ồn mà đấy mày. Vậy là ông cho cho nó mà. Ôi hả? Nhớ cơm một thịt chịu rồi. Đó, ăn thịt coi. Nào. Chị chè, ông ơi tớ mặt cực mê. Chị chè, mệt thì. Mẹ mới có every. Ôi. Mari. Wah. Jauh tidak tahu sih ya. Gugi ong cek. Mụ tí nhỏ lên ong nó vậy. Ah.
Bực nghe nghe đây ha. Sao chung nghe nhà em. Đấy. Tao ôm mày. Nhà em. Ừ. Nhà em. Nhậu, nhậu ở bên đây quay hay là bên. À. Sao chung với nhà em. Đặt mày nghe nó. Nhà em. Chung nghe. Nghe. Lại yên đi cao. Chung nghe nhà em ăn sôi cho năm rồi. Mẹ mẹ chưa bao ngoài trời. Cái ôi. Lấy không em bắt nó mai tầng tầng ở tầng này. Chung nghe đâu. Em ơi, con trùng em ơi. Mẹ là quay này. Quay hên. Quay hên anh nhà em. Lấy không bộ ngã ăn chút thơ to. Hết ơi nhớ. Thịt chưa. Ông sao ít hạ thơ. Đâu thắt không. Đây mật ong nha mọi người. Mấy chú ong. Cô ấy mà ta đã bị mê ong sâu chứ nè. Bay khi tôi mai, bay khi tôi mai bị ngấy. Này. Chị à? Anh Trung. Anh Trung. Ông nó to lắm bạn. Dạ ơi. Nó bị quay ấy. Nó rất là sợ. Ở đây là đi chạy. Quay cực vực vực vực. Đây là anh em. Anh em Molo Copper. Một hàng quen hàng rồi bạn. Tàu ngách bưng ấy ơ. Mô thơ này nhỏ bảo. Phết được tôm. Giày đã bao huyền thoại. Vì nhà em mua lô cấp nó đã chạy theo ong. Ong. Ai chết tù. Đây là kết quả. Kia là nông nghi. Kia hộp quay đẳng, có phải tất lâu ấy. Và thằng kia đã quên dép. Đi quay, nó bị gì.